Đi xem cho anh. Mèo rửa mặt như mèo, xấu xí lắm chẳng được mẹ yêu. Có cái khỉ em mèo có cái gì không? Bạn khi đứng là cái đuôi cong vô kìa con. Đâu cái đuôi đâu? À cái đuôi này, cái đuôi cong lên phía trước kìa. Em mèo biết che, sợ thấy chim che. Đâu mẹ mèo. Buồn quá cả nhà ơi. Thật sự là hôm nay là một cái clip rất là buồn luôn. Cả nhà biết vì sao mà mình với mình buồn không? Cả nhà nhìn sâu đi. Cả nhà hãy nhìn sâu đi nè. Còn gì nữa? Còn gì nữa đâu mà vui với sầu. Ghê quá. Đó. Su đã buồn rồi mà nghe con hát nữa, Su buồn thêm á con. Từ ngày hôm qua mà cắt cái bộ lông tới giờ là Su gần là Su bỏ ăn luôn. Su nói chứ. Bây giờ Su không còn mặt mũi nào để Su nhìn khán giả nữa. Nên nãy giờ là Su với mèo mới ra đây ngồi nói chuyện cả buổi nè. Nó là mình mới ra đây mình hỏi nguyên nhân thì mới nói là do Su bị mất bộ lông rồi. Su xấu xí quá. Su xấu xí rồi. Đó. Cả nhà cứ nhìn đi. Cả nhà có nhận ra Su nữa không? Đó. Su. Đó. Su. Đó mọi người ơi kêu không thèm nhìn lên. Không thèm nhìn nữa rồi, buồn rồi. Biết mình là xấu không dám nhìn. Đó thì cả nhà biết không hả? Hôm nay là mình với Su cùng với mèo sẽ thực hiện một cái clip. Gọi là clip đây là mình sẽ lấy cái bộ đồ của Su và mình mặc qua cho em mèo. Đó thì hôm nay là mình sẽ cho em mèo mặc đồ luôn để xem thử là em mèo phản ứng như thế nào khi mà diện những cái bộ đồ đẹp của Su vào. Con Su mà tành hành đó con là nó đánh con mèo nha. Cái đồ của em bận đó. Không sao đâu. Thì nói chung là bây giờ Su xấu rồi, Su đâu mặc đồ được thì mình phải lấy đồ đó mình mặc cho em mèo chứ. Phải không nè? Cảm nhận xấu thiệt người ơi. Bây giờ cả nhà nhớ gọi là Su xấu xí nha, không được gọi là Su xí xấu nữa nha. Rồi, Su đi xe ra đây với anh. Đây cả nhà. Su xấu xí của cả nhà đây. Chà. Rồi, đi vô luôn. Đi vô. Đó, rồi đi ra lại. Đi xe cho anh nè. Đi xe cho anh nè, Su xấu xí. Đó, rồi, Su đứng, Su đưa đi chơi trong tường ở đây. Đó, thì đây nha cả nhà, để mình treo bộ đồ lên đã. Đó, thì ngày hôm nay là cái series thử thách lấy đồ của Su mặc cho em mèo để xem thử là em mèo phản ứng như thế nào đó cả nha. Em Su phản ứng như thế nào luôn á. Ok. Hồi giờ mình không biết là khi mà em mèo này mặc váy vô á là sẽ như thế nào. Rồi Su ngồi xuống, Su ngồi. Ngồi. Ngồi lại đi. Đó thì hôm nay là mình đã chuẩn bị ở đây là có 3 bộ đồ nha cả nhà. Một bộ nè, một bộ đỏ và một bộ vàng. Và cùng đó là một cái bộ đây là một cái bộ đồ bộ này cả nhà, cái bộ đá banh á. Trời ơi, sao mà chơi đồ nổi dữ con. Đó. Trời, toàn là cái màu phản quang không à. Đồ đây á là mặc vô là người ta mới biết là mình diện đồ đẹp được. Đó. Ba màu phản quang. Đó. Thì cả nhà thấy không? Như em Su nhà mình nè, bây giờ chỉ còn cái đầu thôi, là mặc đồ vô là để xem nữa là khi em Su mặc những cái bộ này vô á là em Su như thế nào nữa nha cả nhà. Em mèo. Dạ. Thích đó, em mèo thích đó cả nhà. Đó, thôi từ từ, anh sẽ diện đồ đẹp cho mèo. Đó thì bắt đầu nha cả nhà. Ok. A few moments later. Đây nha cả nhà, thì đầu tiên là bây giờ là mình sẽ diện cho em Su một cái bộ đồ đá banh đi trước. Rồi sau đó là phim mèo. Đó, Su bận bộ đồ đá banh đi vô. Su bận đồ đá banh hả? Su bận vô, đồ đây là nói chung hơi bị nổi nha gái. Gái bận vô là coi như là đồ đó là không đồ hoang đâu nha cả nhà. Bộ đồ đây mà cái rớt xuống nước không nổi lên thôi. Đó, bộ đồ đây. Cái xe máy cũng thấy hết. Bộ đồ đây á là đi chỉ cần người ta đi người ta chiếu đèn vô là người ta phát hiện ra liền à. Bằng rồi. Thay bốn cái chân giống như bốn cái chân con gà quá. Đây. Trời ơi. Đây cả nhà. Đây mẹ cao lên á. Đây mẹ quay đi, mẹ quay chân của Su nè. Nè một cái từ ở dưới cái mẹ quay lên. Tê. Trời ơi coi Su nè cả nhà. Kéo quay cam lên. Đó. Kéo lên rồi em sợ chạy. Ơi xí xí nữa mình bận mẹ sao? Bây giờ mình bận cho Su trước đã. Đó. Rồi Su đứng lên. Su đứng lên. Đó, đây nha cả nhà, thì mình đang diện cho Su một cái bộ đồ đá banh nha cả nhà. Barcelona. Đó, thì bây giờ cả nhà xem chân của Su nè. Bây giờ y như chân gà vậy đó, coi nè. Tì. Tì. Cái đó chiêu gì ta? Bây giờ là chỉ có cái đầu là đẹp thôi, chứ không còn cái gì nữa đó. Coi kìa. Cái ít bữa nó lông em ra là em đẹp lên. Bây giờ diện cho Su xong rồi. Bây giờ để cho Su đi một vòng cho cả nhà xem cái dáng của Su khi mà cắt rồi mặc cái bộ đồ đây như thế nào nha. Rồi, cầm éo Su đứng lên. Rồi, Su đi xe cho anh nè. Đi xe vô mẹ. Su đi xe vô. Rồi, đi xe vô này, đi xe vô. Xe vô. Giỏi. Rồi, đi ra ngoài lại. Quay lại. Giống cục màu quá. Ê, như cục màu di động quá cả nhà. Dễ thương quá. Rồi, đi ra ngoài luôn. Đi ra ngoài, đi ra ngoài sân luôn. Đổi gió. Rồi,
Chị ra đi lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Lên xe, chạy đi chơi. Lên xe. Không. Vô, vô, xe đây, xe đây. Vô, vô. Mưa, mưa. Thôi đi vô, vô nha. Giỏi. 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 Chung che. Đó, thì nói chung là hôm nay là Su chỉ là diễn viên phụ thôi, nên mình chỉ cho Su đi một vòng để cho cả nhà xem cái dáng của Su như thế nào thôi. Thì bây giờ mới vô tiết mục chính này. Bận đồ cho em Mèo. Con mèo nó kêu meo meo, nó ăn vụn cá, nó trèo cây câu nè Su. Trời ơi, mày ơi, bận bộ đồ sao mày làm lơ. Coi bây giờ tự nhiên ngồi hai chân lên luôn kìa. Để mày bận đồ vô cho mèo nha. Mày lấy cái đồ Su ơi, hôm nay mày lấy đồ của con nè. Mẹ bằng cho em mèo thử rồi em mèo bằng có đẹp không nha con. Đó, thì bây giờ thôi nói chung là để cho em mèo bằng thử nha Su. Đây cả nhà, đây mình sẽ quay cho cả nhà xem là em mèo công đoạn mình mèo bằng đồ cho em mèo nha. Mọi người ơi, giờ mình bằng đồ cho em Su chứ chưa bằng cho em mèo. Ngồi xuống ngồi xuống. Không biết là em mèo bằng cái bộ đồ của chị Su có đẹp gái hay không đây. Cả nhà bây giờ mình mới phát hiện nha, mẹ mình lựa ra ba bộ là cây đèn đỏ, xanh, vàng. Đó, đó thấy không? Bộ đèn giao thông đúng rồi. Nguyên bộ ba đèn giao thông nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Đây, ngồi đây, ngồi đây. Cả nhà thấy chưa? Em mèo đang lên đồ này. Đây, đây nè mẹ. Su đâu? Su, bây giờ, Su nằm xuống. Nằm đi. Rồi, Su nằm, đợi em mèo đi nha. Su đợi em mèo một xíu nha. Mèo, 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 cái mặt như mèo. Xấu xấu lắm. Rồi, đâu? Rồi, chị Su thương. Đâu em mèo đâu bây giờ đâu, về cho cả nhà xem em mèo đi. Em mèo ẹo giống cái con bún á nè. Đâu cả nhà thấy không, em mèo đi. Con bảo con kéo váy em xuống coi mẹ coi. Đó Su ơi, con nhìn nè, con nhìn coi. Su đứng lên với lại em mèo thử ai đẹp hơn. Rồi Su đứng lên. Su đi vô tường, Su đứng lên đi chỗ đó. Rồi xuống đó. Chết cha mọi người ơi, cái đèn cho thật thật sự luôn rồi. Bây giờ nhà cả nhà nha. Rồi bị ổn lưng. Mẹ cho em mèo đứng với em Su đi để con quay. Đó, có kìa, có hai đứa đây cả nhà, cưng ghê chưa? Ôi ơi. Có phát hiện em mèo có cái gì không? Bạn khi đứng là cái đuôi cong vô kìa con. Cái đuôi đâu? À cái đuôi này, cái đuôi cong ra phía trước kìa. Em mèo biết che, sợ thấy chim che. Đâu mẹ. Đây nha cả nhà, thì hôm nay là xin giới thiệu tới cả nhà hai cái người hoa hậu mới của cái làng giải trí Việt 2020. Su xấu xí, mèo idol. Đó. Đó cả nhà thấy mèo bận đồ đẹp không? Đẹp hơn Su mất rồi. Bận cái mặt Su ganh tị á. Thì có chứ, có ganh tị không vậy? Ganh tị thì sao, thấy buồn vậy? Em mèo em mượn em bận vài hôm thôi. Rồi rồi. Hai chị em đi biểu diễn để rồi. Xem thử. Su đứng lên nè. Ê, Su, bước đây rồi. Bảy em đứng xuống luôn con, đi cạnh rồi. Chị Su. Su đứng lên nè, Su đứng lên. Rồi, Su đi thẳng cái này ban. Rồi, đi vô. Đi ra đây. Su, đi ra đây. Rồi, em mèo đi nè. Su bằng quần đuôi mà thành quần dài. Em mèo đi đây. Không chờ mèo á. Đó, bây giờ là thôi em mèo đứng giữa đây. Em chè đứng chỗ đấy thành một cây đèn giao thông luôn. Em mèo đứng giữa đó. Đó. Cái nhà thấy. Đứng. Cái nhà thấy em mèo đẹp chưa? Đèn vàng chuẩn bị, đèn xanh đi. Đúng rồi, để kéo. Người ơi, em mèo khi mà bằng đồ vô là nằm dưới đất. Để kéo. 5 minutes later. Đây nha cả nhà, thì bây giờ mình sẽ thay cho em Su một cái bộ váy màu vàng này luôn. Để trùng với em mèo luôn. Đó, em Su cởi áo ra nha. Không bao giờ là không mặc Barcelona nữa. Bây giờ là mình phải diện váy đôi. Su bằng Su vừa cắt tóc á, xong Su bằng một bộ đồ vàng vô đây rồi đó. Cái đồ xe ra rồi thôi. Cái đôi chân của Su có xinh không biết đó. Hồi nãy á cả nhà là cái đèn xanh và đèn đỏ, bây giờ là cái đèn vàng và đèn đỏ nha cả nhà. Một đèn đứng, một đèn chuẩn bị. Đúng rồi. Khi nào mà su la lên là em mèo chạy nha. Mọi người ơi, thấy em mèo nằm nè, nằm dễ thương chưa? Nằm như một em búp bê nè. Rồi, Su đứng lên. Su. Rồi. Su thay đồ đi. Rồi đứng lên, Su quay qua đây. Để mẹ quay thấy Su cho cả nhà xem chứ. Rồi bây giờ để mình cột lại đã. Mẹ ơi, cầm chân nè ngang đó. Lên là Su nè đó. Đó. Đây cả nhà. Đây là Su nha cả nhà. Đó cả nhà thấy Su chưa? Đó, bây giờ là Su lên cái bộ đồ váy vàng nha cả nhà.
Trời ơi, kêu thấy cặp chân của sâu kia. Cặp giò người mẫu thôi. Đâu, mình quay sát này, mình quay sát cho mọi người thấy được cái cặp người mẫu rồi, đúng rồi. Mọi người quay từ dưới quay lên cho mọi người xem nha. Đó. Đó. Ơi. Thấy chưa? Sâu đứng lại, sâu đứng gì đó. Em mèo ra đây. Em mèo đứng lên. Em mèo chạy đi đâu? Em mèo chạy đâu vậy? Em mèo đứng lên đây. Bây giờ để hai đứa nè. Hai đứa bằng hai màu này cả nhà. Dễ thương quá. Đẹp quá chứ. Được quá chứ. Hai có khi là hai đứa này lại là hai hoa hậu chó mèo 2020 á. Đẹp mà. Trời ơi, cả nhà thấy đẹp không? Hả? Mình là mình thấy xinh lắm luôn á. Bằng váy chung nè. Mèo bằng nó giống bằng tầm người giống búp bê con. Rồi, sâu đứng lên, anh khoe với cả nhà xíu. Trời ơi, con hai coi hai cặp chân nè. Chán đời thiệt chứ. Không sao đâu nha. Vài hôm nữa mà su cái gì mà đẹp lên là su khác mà đúng không? Đó. Đây cả nhà. Rồi bây giờ để cho su với mèo đi một vòng nha cả nhà. Đúng rồi. Rồi su đây. Su đi xếp cho anh. Rồi xếp vô. Mèo rửa mặt như mèo. Đèn giao thông vàng đứng lên. Đi xếp cho anh. Mèo rửa mặt như mèo. Xấu xí lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi liêm lát. Đau mắt rồi lại không mèo mèo. Su, đi xét ra nè. Quay lại đi quen. Đèn đỏ. Không nhận nó su luôn á. Đèn đỏ chưa đi mà đèn vàng đi đâu rồi. Đi. 1, 2, 1, 2. Rồi đứng lên đi gái. 1, 2, 1, 2. Đi đây. Đa. Hùng á. Thì nãy giờ là khoe dáng dữ quá rồi. Bây giờ xô bộ đồ vàng nè. Nhìn chán ghê chưa. Còn ơ dây còn em mèo chạy lên kia rồi kìa. Xô. Em mèo đi đâu kìa. Bắt em mèo lại. Mèo đâu vậy? Hả? Tự nhiên em mèo phi lên đây cả nhà. Tự nhiên em mèo phi đó. Xô kiểm tra thì em mèo làm gì em mèo. Em mèo lên đây làm gì? Hả? Em mèo coi em mèo đi đâu vậy? Đang quay clip mà bỏ em xô đi kìa. Bỏ chị xô đi kìa. Đó, mình xem để mình xem khi mà hai đứa mặc cái bộ này thì hai đứa sẽ làm gì nha cả nhà. Trời ơi. Đó thì hôm nay là cái clip gì chú đi ra coi thử đấy, coi chú đấy làm cái gì? Đang quay phim mà giữ của. Hả? Đi ra. Hả? Đâu, mẹ coi thử chú làm cái gì? Hả? Chú có lấy gì đồ nè? Chờ. Ghê chưa? Đi vô. Rồi đi vô thì chú nó làm cái gì? Chạy vô cần chú làm gì? Tao mẹ điều khiển xung xung vô trong đó chú coi đi. Đi vô xin chú làm gì? Coi bạn đồ đang diễn bắt đầu là thấy chú nó vô rồi bắt đầu coi em xung làm gì nhà cả nhà. Chú làm gì nhà mình đâu? Mẹ ảnh xung lên như này luôn. Đó. Đi lên cho chú làm gì đó. Đi lên. Đi lên xung. Em mèo chạy đâu rồi? Đi lên. Đó, thì đây nha cả nhà, tự nhiên mình đang diễn với em mèo. Đang mặc cái bộ đồ thiệt đẹp với em mèo, mình đang quay thử là phản ứng như thế nào. Cái tự nhiên chị đứng lên chị thấy cái anh sửa bưu điện xong vô á. Cái sủ nãy giờ luôn. Sủ gì mà bây giờ còn là hả miệng hả môi này. Nhưng mà công nhận cái mặt xuống dễ thương ghê con. Không mà nhìn này. Không, nhưng mà cả nhà xem đi, đợt đây là mình mèo vậy nè. Mình thấy em mèo đẹp hơn su nha. Em mèo đợt đây mặc váy đi hơn su nè. Em mèo bằng váy giống như em đó. Thấy không? Em mèo đẹp hơn su rồi. Chết rồi, bây giờ thôi anh không thương su nữa đâu, anh thương em mèo rồi. Đó. Đó, em buồn rồi con. Đó, thì cả nhà thấy không? Đợt đây là mình đang mới diện su cho em mèo hai cái váy bình thường thôi đó. Thì nếu mà cả nhà thích á, cả nhà nhớ bình luận ở bên dưới là những cái bộ đồ nào mà cả nhà thích mình diện cho em mèo, như là bộ đồ học võ nè, bộ đồ áo dài này, thì mình sẽ làm một cái clip riêng luôn để cho cả nhà xem. Đó, nhưng mà nói đùa anh vẫn thương su lắm. Mọi người ơi, chờ một tháng sau là su sẽ đẹp lên, đẹp lằng lên. Đó, thì ok cả nhà nha. Thì clip ngày hôm nay là mình xin giới thiệu tới cả nhà gọi là một clip thử lấy quần áo của su cho em mèo bằng và cái kết. Thì thật sự cái kết này cả nhà, em mèo đâu đi được đâu.
em mèo chỉ có nằm đó thôi, lết thôi. Đó, cả nhà thấy không? Hai đứa bật đồ vô là chỉ có nằm im cục thôi. Đó, thì ok cả nhà nha. Thì hôm nay là cả nhà mà xem clip mà thấy vui á thì nhớ nhấn like, đăng ký và đừng quên chia sẻ để ủng hộ cho Su Xí Sọ và Mèo Idol ngày càng phát triển nha cả nhà. Đi cả nhà, hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo.